ta cảm thấy rất dễ chịu vì những cái chuyện tiêu cực xảy ra, những người giàu có, những người thế lực bị sa cơ, giống như mọi thứ đầy bất ổn. Và chúng ta thậm chí tìm kiếm con mồi, chúng ta sẽ ném đá một ai đó ăn mặc hở hang để thấy mình tốt đẹp hơn. Chúng ta dễ dàng tham gia vào những cái đám đông rất là cuồng độ. Nhưng mà tại vì mạng xã hội nó cung cấp cho chúng ta một cái phương tiện, quyền lực nó tràn ra trên 10 đầu ngón tay của chúng ta. Nhưng cho đến khi chúng ta về nhà, đối diện với gia đình của mình, đối diện với chính mình, thì hầu hết chúng ta đều bất ổn, chúng ta đều là nạn nhân. Chúng ta cứ loanh quanh ở trong cái nhà tù tâm trí của mình. Thì tôi rất mong được nghe những cái câu chuyện hay là những cái câu hỏi của mọi người dành cho hai chuyên gia của chúng tôi. Thì ai muốn? Kính thưa bác sĩ, tôi giúp là nhà báo Nguyễn Ngọc như là thầy Hùng. Em là Hoàng Nhật, em là kỹ sư của Nguyễn Tân. Công việc của em thì suốt ngày viết code thôi. Từ khi bị dịch thì em cứ làm ở nhà. Và bởi vì vậy nhưng mà kỹ năng của em về tiếp xúc, nguyên giao tiếp nó bị hạn chế. Và đầu năm nay thì em có một cú sốc lớn. Em bị lừa, là đúng là khi mình gặp những khó khăn trong cuộc đời thì mình thường tiến đến cái gì đó gọi là tâm linh. Khi đó em mới đọc các cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông. Đó thì nó mang cho em những cái tư tưởng tốt đẹp hơn, yêu thương hơn. Và gần đây thì em có đọc được một số cái kiến thức về tâm lý học. Em có nghe thầy bác sĩ nói về ba cái trực trường là VAC. Thì đôi khi ví dụ như trong công việc hoặc là trong cái tình cảm của em á, cái tôi B, cái trình thôi lên mà muốn tiếp đọc hoặc là cảm giác là mình muốn sở hữu người đó và những chính cái quyền làm chủ của bản thân mình quá lớn thì đôi khi làm cho người khác khó chịu, nhưng chính bản thân mình lại cảm giác dễ chịu, đó là mình tốt nhưng bạn không tốt. Thì có cách nào để giúp mình có thể cân bằng lại và cái điều chỉnh để cái sự controlling của mình nó hướng đến một cái vị thế là người lớn hơn để mình hiểu thông suốt và mình cân bằng hai cái trường phái đó một ngày cũng hơn. Cái những gì mà tôi hiểu với cái cuốn phân tích video mà tôi nghĩ là cái điều đáng mừng đầu tiên tôi nghĩ là bạn đã bắt đầu để ý và nhận diện được các cái thành phần. Ví dụ như tôi vừa nghe là bạn nói là hình như cái tôi B, controlling của tôi nó đang muốn chiếm đoạt. Đó là bạn nhận ra một cái thôi thúc và thực ra nó giống như là cái tôi B nó đang muốn bạn tham gia vô một cái game. Một cái game mà trong cái sự kiểm soát và chiếm đoạt đối phương, sở hữu đối phương thì mình sẽ có được một cái payoff, một cái phần thưởng, một cái lợi trong nháy mắt. Mà thật ra Thuận thấy là bạn cũng đã phát biểu luôn rồi, đó là thấy dễ chịu và an tâm. Nhưng mà ước gì phải chi là nó không có một cái giá phải trả. Thì hình như là một phần bạn cũng nhận ra là cái giá nó là cái gì nên bạn mới đặt câu hỏi này, ví dụ đáng đúng không? Ví dụ như có thể lâu dần mình mất cái người đó, tại vì họ cũng có BAC của họ, mình không có quên chuyện đó. Thì đến một lúc nào đó họ cũng sẽ rời đi. Thì lúc đó là sau một khoảng thời gian dài mình nhận được những cái payoff là những sự dễ chịu và an tâm. Khi mình giữ được một cái trò chơi, một cái game là tôi kiểm soát được bạn. Ở trong cái quyển này nó có nói mọi trò chơi đều là biến thể của một trò chơi đầu tiên, đó là của tôi tốt hơn của bạn. Hay sâu hơn nữa là tôi ổn hơn bạn, tôi ok hơn bạn. Nhưng mà ai mới là người cần chơi cái trò chơi kiểu đó? Là tại vì thật ra sâu thẳm bên trong mình nghĩ mình không ổn. Chứ cái người mà thật ra sâu thẳm bên trong nghĩ tôi ổn, bạn ổn thì họ vốn đã không cần chơi cái game kiểu đó rồi. Tụi không dám kết luận nha, tụi như đang nói theo lý thuyết của quyển sách này tụi đọc á, thì họ hình dung là cái người nào có khuynh hướng tham gia vào nhiều cái trò chơi để mang lại cái cảm giác là của tôi tốt hơn của bạn, tôi quyền lực hơn bạn, tôi nắm giữ được đời bạn mà cuối cùng là tôi ổn hơn bạn, là bởi vì sâu bên trong cái vị thế của mình đang đứng á, có thể là tôi không ổn. Vậy thì cái hướng á sẽ là làm sao đó để mình bắt đầu bật lên được cái tôi người lớn nhiều hơn, để nó truy vấn cái dữ liệu, thứ nhất là dữ liệu nỗi sợ và sự bất an trong cái tôi trẻ em của mình. Tại vì hẳn là đã có một cái câu chuyện gì đó diễn ra trong quá khứ á, để rồi khi mình không kiểm soát được người đó, cái phần trẻ em trong mình sẽ cảm thấy sợ hãi và bất an. Thật ra nó có cái tính chính đáng của nó nếu mình hiểu về cái câu chuyện hồi nhỏ của mình. Có thể hồi nhỏ khi mình nắm giữ được một ai đó hay một cái gì đó thì mình bớt bất an, thì lớn lên mình sẽ tái diễn cái chuyện đó. Thì cái tôi người lớn khi nó được bật lên nó sẽ hỏi một câu là cái cách đó hồi nhỏ nó hợp lý và hiệu quả, nhưng mà bây giờ với cái người cụ thể trong cái tương giao cụ thể này,
với những thể hiện cụ thể của người đó nó có còn hiệu quả hay không. Tại vì mình hay phớt lờ tất cả những dữ liệu từ người bên kia đó. Rất có thể trong cái tiến trình mà mình kiểm soát người đó, họ đã liên tục gửi thông điệp cho mình là họ không chấp nhận được chuyện đó, họ không cảm thấy ổn với chuyện đó. Nhưng mà mình cứ liên tục bỏ qua. Nhưng mà khi cái tôi người lớn nó bật lên rồi á, thì nó sẽ để ý được chuyện đó. Và nó sẽ bắt đầu xem lại cái dữ liệu có cần phải bất an và sợ hãi như vậy nữa không. Và nó cũng xem lại cái game mà cái tôi B, controlling, hay chơi, là liệu mình có nên chơi tiếp cái trò này nữa không. Và giống như thầy Tiến nói lúc nãy là đến lúc mình bắt đầu có cái khả năng rút ra khỏi cuộc chơi đó, tôi nghỉ chơi. À không phải là mình nói tôi nghỉ chơi với bạn đó nha. Tôi nghĩ cái cuộc chơi kiểm soát bạn và tôi muốn chơi một cuộc chơi mới. Nhưng thực ra là phân tích tư giao cũng không dùng là chơi một cuộc chơi mới, mà họ dùng là tôi bắt đầu tương giao với bạn một cách đúng nghĩa bằng cái dữ liệu hiện tại của cái tôi người lớn. Thì thực ra là mình đã rời khỏi cái game đó thì nó sẽ có cái cơ may. Mặc dù mình vẫn lưu ý là cũng đừng có quá là phớt lờ cái nỗi sợ trong cái tôi trẻ em nha. Tại vì bạn nó sợ thiệt. Có nghĩa là đôi khi mình cũng phải từ từ để mình lùi dần ra khỏi cái trò. Tại vì mình chơi cái trò đó mười mấy năm rồi mà. Xong tự nhiên mình đi dựng một cái buổi đường sắt, xong cái mình hứng lên cái mình rút liền ra khỏi cái trò đó thì coi chừng còn sợ cái nguy cơ đó hơn. Không biết là ở đây còn ai muốn hỏi các chuyên gia của chúng tôi không? Em cũng có đọc một số sách về tâm lý á, thì giống như lúc nãy anh có nói là có một số người á đã từng trải qua những cái sang chấn trong quá khứ, nhưng mà sau này họ có xu hướng lặp lại. Ví dụ như là họ đã từng được bị ngược đãi và bị ngược đãi, sau này họ có gia đình có con thì họ lại lặp lại cái ngược đãi đó với lại con của họ. Nhưng mà sẽ có những người đã từng bị ngược đãi nhưng mà sau này có gia đình đó, là họ cực kỳ cưng chiều con của họ. Thì em đang thắc mắc là tại sao nó có hai cái thái cực khác nhau khi mà họ cùng trải qua một cái sinh tính giống như vậy. Mình không dám trả lời, tại vì câu hỏi như bạn đặt ra nó khá là phức tạp. Chúng ta không thể biết người trẻ đau khổ đó sau này sẽ tốt với con mình hay là không tốt với con mình. Mặc dù là cái người đó, đó hồi xưa đã từng được đối xử không tốt bởi cha mẹ, người ta không tiên đoán được đó. Có thể một số những yếu tố nào đó để tạo điều kiện thuận lợi cho điều này xảy ra hơn là điều kia. Đó là cái điều thứ nhất. Cho nên là tôi cũng không thể nói trước. Nhưng mà có những yếu tố để giúp cho chuyện mà tốt lành nó xảy ra hơn là điều đau khổ được lặp lại. Nhưng mà tôi cũng hơi ái ngại là bạn nói rằng hồi nhỏ người đó bị đối xử không tốt, sau này lại rất rất tốt với con, thì tôi cũng hơi muốn cho cái chữ rất tốt đó vô ngoặc kép. Thì chúng ta đừng quên là loài người theo cái lý thuyết này nè, là khi ta sống và ta lập các tương giao trong đời sống, ta có khuynh hướng đi tìm kiếm những cái stroke mà mình muốn tìm, những cái tương tác hồi ngược của các đối với mình mà mình khi nhận á, mình thấy mình được công nhận và mình tồn tại. Thì như vậy á, có nghĩa là không phải nó có một kịch bản gì đó được đinh ninh trước á, theo kiểu tiền định, mà có thể bằng một số những cái yếu tố về ý thức ấy, ta có thể làm nên một cái điều mới. Thì cái đó liên quan đến sự phát triển cái tôi A trưởng thành ở cái con người đó, dù là quá khứ của họ B và C. Giống thầy Cùng hồi nãy nói là mình truy vấn nó để mình ứng với cái tình huống mới. Thì cái tôi A của mỗi người ấy, có phát triển đủ để có cái năng lực đó hay không, thì những yếu tố nào trong quá trình phát triển tiếp tục sau đó của cái đứa trẻ đau khổ đó mà nó vẫn hoàn thiện dần cái tôi A có năng lực như thế, thì những cái gọi là kịch bản sống sau đó đó nó không hẳn là tùy thuộc vào cái tiền định có trước. Lý thuyết phân tích tương giao không phải là loại lý thuyết có tính tiền định, nó không có nói về cái yếu tố tiền định. Cha mẹ tôi đối xử không tốt với tôi, nó không phải là định mệnh. Đó là điều cũng có thể sau này tôi thay đổi được nha. Và tôi chọn cái số phận của tôi theo cái cách sống của tôi. Giống như mình nói về cái phân tích kịch bản. Và như vậy nó vẫn luôn luôn phải hiểu rằng ta đi tìm kiếm cái sốc nào, để lúc nào đó ta tham gia vào loại tương giao nào với người khác. Và nói thêm tức là nó có 6 cái loại cấu trúc để mà mình lập cái tương giao với người khác. Loại thứ nhất là rút lui, tôi xa với người khác, tôi thấy tôi ổn.
withdrawal. Cái thứ hai, mỗi lần gặp người khác cái tôi nói, khỏe em thử. Ok, đi nha. Tức là tôi ritualistic, tức là tôi chỉ vừa đủ tương tác như vậy thôi. Để như vậy, vừa đủ một cái loại stress tôi thấy rằng tôi tồn tại. Còn tôi withdrawal ấy, thì tôi ngồi tôi tưởng tượng, tôi chat ngẫu với lại những cái người mà không quen biết. Thì tôi tìm những cái stress rất an toàn là tôi không lộ tôi ra. Còn cái này là vừa đủ lộ. Cái loại thứ ba đó là pastime hoặc là chat tán gẫu, ngồi để nói chuyện nhiều lắm, nhưng mà nói chuyện trên trời dưới đất thôi, mà giá vàng giá đô thì cứ không đụng tới chuyện chung. Loại thứ tư là activity, ví dụ như bạn làm việc, bạn viết sách, bạn làm ra sản phẩm, bạn có đối tác, bạn sòng phẳng về chuyện tiền bạc rõ ràng đâu ra đó, không bị lừa, không ăn gian, không làm dối, thì xong việc đó là thôi, thì là activity. Loại thứ năm á là game. Ông đảo cái game lên số 5. Và cái số 6 á đó là intimacy. Tức là tôi sẵn sàng bộc lộ con người tôi đạt được cái điều tôi muốn á, là một cái sự chân tình, thỏa lòng, gắn bó mật thiết, và hai bên á là nối kết với nhau á, không có đóng kín quá đáng. Chia sẻ những gì thâm sâu nhất, không phải chơi game, không phải đi làm ăn, không phải về xã giao, mà là thật tình. Và càng đạt được những điều tốt lành rất là tuyệt vời đó thì nguy cơ càng cao, tại vì khi đứt gãy nó đau khổ nhiều lắm. Cho nên người ta có thể người ta tránh một cái loại stroke gây khốn khổ bằng cách ngăn đừng có thiết lập mối quan hệ mật thiết. Và như vậy thay vì đạt đến cái thứ sáu lý tưởng, người ta dừng lại ở game. Game đôi khi tôi thích chơi vậy nè, tôi vừa xã giao vừa thân tình, đến một bước nào đó tôi bỏ. Hoặc là tôi cũng tham gia vào cái game để tôi đứng vào vị trí nạn nhân, tôi bị bội bạc. Nói rất nghịch lý, các bạn sẽ không thấy được rằng không có ai chủ tâm để đi chọn vị thế như vậy, nhưng mà nó đang âm thầm chi phối cái gì đó trong cái việc chọn kịch bản và chọn cách tương giao của chúng ta. Thì các bạn sẽ thấy là trong đời của mình á, có lúc mình cũng xã giao thôi, có lúc mình tương tác thôi, có lúc mình làm việc thôi, và có lúc đó mình phải hiểu là mối quan hệ nào là mật thiết. Và cẩn thận là đôi khi chúng ta dính vào những cái trò chơi đó, nó không đạt được bất cứ thứ gì của năm loại cấu trúc thời gian kia, nhưng mà nó có cái quy luật để đi tìm những cái slot rất là đặc biệt, và từ đó nó có thể che giấu cái phần nào đó cái loại vị thế sống I'm not okay. Cẩn thận khi chúng ta thấy okay mà người khác không có okay, cái gì okay lúc đó nó không giống với okay của Thomas Harris. Các bạn có còn câu hỏi nào không ạ? Dạ. Dạ, thưa bác sĩ Nguyễn Tiến, thì cho con hỏi hồi nãy là bác có nói là ví dụ một người chọn cho mình một cái vị thế là rút lui lại và chọn cho mình một thế an toàn hơn, và con thì đang sử dụng cách đó, tức là con muốn sống co lại, không tiếp xúc với ai, không tương giao, và coi như là giống như là quay về bản thân mà ở chỉ ở trong phòng mình thôi, ngoài đó cứ đi làm mà không giao tiếp, không tương giao, và con cảm thấy đó là con ăn ok của tất cả mọi người, gia đình và bạn bè, nên là con đang không ok. Thì hay có sự nghĩ là con có đang ok không, bởi vì con đang lúc nào cũng bị nghĩ, lúc nào cũng rối, bởi vì con nghĩ rằng là đang rất ok, nhưng mà thực sự là trong lòng mình nghĩ mình rất ok, và tất cả người xung quanh con ăn cũng trong con một cái câu hỏi rất là lớn là mày đang không ok, con lúc nào cũng bị mình là lúc nào cũng nghĩ mình không biết mình ok hay không. Giờ nó sẽ hôm nay còn một câu hỏi cực kỳ xuất sắc. Vâng, tôi thú vị với mấy cái câu hỏi theo kiểu như thế này. Yeah. Nhưng mà tôi phải trả lời lại cái điều hồi nãy mình đã nói, là cái khó ở chỗ định nghĩa cái chữ ok. Cái thứ hai nữa là cái vị thế sống ai như thế nào và du như thế nào đó, thì không bao giờ đó kể bởi một vế. Ví dụ như là ai ok đó thì du như thế nào được thì mới ra cái vị thế sống. Còn cái cách mà mình chọn cái cấu trúc là tương giao theo kiểu là withdrawal hay là gì đó thì nó là cái phần về time structure, tức là cái phần cơ cấu thời gian ta đi tìm các cái kiểu tương giao ra sao. Thì nên nhớ là sau cùng mình phải hiểu là mấy cái điều cơ bản này, ta chọn lựa cái cách đó được tương tác với người khác như thế nào. Tại vì khi mà mình thu rút á, tức là giống như thể mình không nhận nhiều những cái tương tác của người khác đối với mình, thì cái người như thế chỉ có thể thấy ok đó bởi cái fantasy, tức là những cái tưởng tượng hay là tự mình nghĩ cái gì đó nó tươi tốt về mình mà ngăn trở cái việc
giao lưu với người khác. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy á, chỉ đạt được cái vế đầu thôi, I'm ok. Nhưng mà trong đó phải chăng là nó có thêm vài cái ý khác. Tức là vì you I'm not ok, you not ok, tôi không có gần được. Tôi chỉ ok khi mà tôi không có cái tương tác nào xung quanh tôi. Vì vậy á, tôi chỉ có thể thấy cuộc đời ok theo cách gì đó mà tự tôi thấy thôi nha. Thì cái đó nó là một trạng thái rủi ro cao. Nó rủi ro cao bởi vì ta sẽ không thể có một cái cách nào đó để xây dựng những cái tương giao với người khác mà ta thấy là lành mạnh và tốt đẹp. Ta chỉ thấy tốt đẹp khi ta ở một mình với ta thôi. Mà nó hơi gọi là hơi trái với những cái nhu cầu sống thông thường. Có thể một lúc nào đó mình ngồi một mình đi du lịch một mình, nhưng mà không phải để né tránh người khác hết. Thì có nghĩa là tôi I'm ok, nhưng mà không phải vì you are not ok. Thì như vậy đó, thì mới liên quan đến cái cách là vị thế sống đó lâu dài nó có mang lại điều tốt đẹp gì đó cho mình hay không. Thì theo tôi trình bày đó, thì từ cái withdrawal ha, sang ritualistic, sang pastime, sang activity, rồi game, rồi intimacy. Thì đi theo chiều hướng đó, nếu ta chọn những cái cách thức từ 1 đến 6 đó, giống như là niềm vui và sự hạnh phúc nó tăng dần, thì đồng thời cái risk đó, rủi ro nó tăng cao. Thì các bạn đó, hãy sống theo cái cách là cuộc đời này chỉ cho chúng ta những điều tốt đẹp khi chúng ta đảm nhận những cái cách tương giao có tính rủi ro và mình có cái trách nhiệm về nó nhiều hơn nha. Thì bất cứ cái cảnh sống nào mà ta đạt đến cái hạnh phúc đó, theo cách hiểu chung nha, thì nó phải đòi hỏi một cái nỗ lực cố gắng, có hiểu biết, có lựa chọn và có chấp nhận rủi ro cao nha. Ta đi đến một cái mối tương giao mà nó thân tình mật thiết thì hàm nghĩa là rủi ro đó là có thể ta bị đau khổ vì cái mối quan hệ đó. Cho nên đó, ai đó chọn cái cách cấu trúc thời gian theo kiểu withdrawal đấy, có thể mình đang lo sợ những cái rủi ro kia hơn là mình từ chối những cái tốt đẹp. Và nếu như giả sử cái cuốn đi phượt một mình này nó chỉ vài ngày rồi ta lại trở về với những tương giao lành mạnh với những người khác, thì cái rút lui đó nó không phải là vấn đề. Nhưng nếu nó là một cái rập khuôn lặp đi lặp lại một cái kiểu tương giao nào đó, thì đó lại là một kiểu trò chơi. Trò chơi gì biết không? Trốn tìm. Đồng chí Nương theo lời thầy Tiến nói là phải chi là thật sự mình không cần ai cả, nếu mình sống hết cái đời này. Mình vẫn nhớ cái thời gian 3-4 tháng kinh hoàng của Sài Gòn cách đây một năm. Lúc đó thật sự là Thường ở một mình trong nhà trọ. Và mọi người còn nhớ là nó đã cách ly tới mức độ mình không thể tưởng tượng có một ngày cách ly giữa con đường với con đường. Thật sự Thường chỉ ở chung với một con mèo thôi. Thì thật sự lúc đó Thường là người hiếm khi cảm thấy sợ hãi, nhưng mà những lúc đó mình cảm thấy sợ hãi. Và mình vẫn nhớ có một cái chi tiết là trong bất kỳ một cái tờ giấy kêu đi chích vaccine nào, họ cũng luôn luôn khuyến nghị một điều, cả gia đình không bao giờ được đi chích vaccine cùng lúc. Lý do vì sao ạ? Bởi vì khi bạn chích về nếu nó sốc hay nó sốt, ít nhất phải có một người khỏe để chăm. Là hiếm hoi trong đời còn cảm thấy mũi lòng. Thật sự mũi lòng. Mũi lòng thì mình nói, bây giờ mình đi chích vaccine rồi đứa nào chăm? Mình lấy mẹ nó chăm. Có nghĩa là khi được nhắc đến chuyện đó nè, tiếc thay là con người mình lại khó lòng có thể sống hết cuộc đời này mà không cần ít nhất một người nào đó bên cạnh. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau mà. Cho nên là thiệt sự giống như thầy Tiến nói, có khi mình thông cảm cho cái nỗi sợ hãi bất an trong lòng mình. Cho nên mình cũng hiểu một phần là vì sao mình lại chọn một cái giải pháp an toàn đến vậy. Theo thứ tự mà thầy Tiến nêu là 6 cái hình thức cấu trúc thời gian đó, thì withdrawal, thu rút là cái hình thức đầu tiên. Đó là hình thức an toàn nhất, nhưng mà cái phần hưởng, cái lợi ích trong cuộc đời này cũng ít nhất. Rủi ro càng thấp thì lợi nhuận càng thấp mà. Nhưng mà công nhận là nó chắc cú thiệt. Cậu hay nói đùa với mấy bạn đồng nghiệp và sinh viên của mình là rất nhiều bên chủ, và có thể bao gồm cả mình nữa chứ không loại trừ mình, đôi lúc sẽ chọn sống theo một cái tôn chỉ là cách hay nhất để không thất bại là đừng làm gì cả. Phải chi mình sống mà không có cái chết thì thôi mình cứ sống chắc cú như vậy cả cuộc đời này thì nó an toàn nhất, cứ ở trong nhà. Tiếc thay là một lúc nào đó cuộc sống nó sẽ kết thúc. Và như thầy Tiến nói là nếu như cái gì nó phân biệt giữa một cái người trong có vẻ thu rút nhưng mà lại không phải là thu rút, là họ vẫn có thể một mình nhưng mà họ vẫn có thể tương giao thân mật được đúng nghĩa. Nhưng mà nếu như mình biết hết tất cả những cái tương giao thân mật
thì mình nên lưu tâm, nó nên để lại một cái điều đáng suy ngẫm. Còn cái việc mà Phượng nghĩ là chị nói là nhưng mà chị vẫn có cảm giác ổn á, thì phân tích tương giao Phượng nghĩ họ sẽ cảnh tỉnh mình một chuyện là cái ranh giới rất là mong manh giữa cái cảm giác ổn, vì mình đang chạy theo cái cơ chế thu rút nên nó tạo cho mình một cái cảm giác ổn giả tạo, thì nó rất là khó phân biệt với một cảm giác ổn thực sự. Mà ở một góc độ nào đó, khi mà chị nêu lên cái vấn đề này, Thuận cũng không dám kết luận, nhưng mà Thuận đoán là ít nhiều mình cũng lăn tăn với việc những người thân xung quanh họ cứ luôn than phiền về cái cách tương giao của mình. Có nghĩa là phần nào đó mình cũng cảm thấy nó có tí gì đó không ổn, cho nên chị mới bắt đầu lưu tâm và đặt cái câu hỏi này. Trong cái buổi nói chuyện này đó, mình sâu chuỗi nó lại ha. Thì đôi khi mình nên phân biệt giữa cái điều là mình buộc theo tình thế với lại cái điều mà mình có thể lựa chọn nha. Mình buộc theo tình thế cách ly với người khác đó, trong mùa dịch, thì nó không giống với lại tôi chọn cái cách tôi ở một mình ít tương tác với ai, thì cái điều mình lựa chọn hơi khác. Thì thầy Thuận hay là anh Hậu nãy giờ nói đó, nó giống như để cho chúng ta có những cái so sánh về các tình thế khác nhau. Và cứ mỗi một khi mình nói về cái I am ok đó, nó không hẳn là một cảm giác về ok, mà mình phải xét nó trong cái thực tại là ok như thế nào với ai khác xung quanh. Cho nên cái vế I am ok không nó chưa đủ, mà you nữa kìa. You tức là người khác ấy. Trong con mắt của mình xem người khác có ok hay không. Với chữ ok không hoàn toàn có nghĩa là ổn định theo cái nghĩa mà mình thường hay suy nghĩ, với sự hài lòng, với sự chấp nhận bản thân, và mình thiết lập những cái tương giao với ai khác. Khi ai đó chọn cách thu rút lặp đi lặp lại không phải do ép buộc, mà mình chọn cái cấu trúc thời gian sống theo kiểu đó, thì câu hỏi là tự đặt ra, mình phải tự đặt ra là ta đi tìm cái stroke nào, ta đang đi tìm cái kiểu tương giao nào mà ta cảm thấy nó an toàn. Thì coi chừng á, là mình đang cố định cái con người của mình theo một trạng thái nào đó nó khư khư nha. Thế thì cái tôi A của ta nên phân tích tình hình là lúc này ta chọn cái loại tương giao nào thì nó phù hợp. Và những cái người khác mà bạn nói rằng người khác không có hài lòng với cái cách thu rút của mình đó, thì chính là nó hiện ra cái tương giao của ta với người khác. Ta đang lấy cái dữ liệu cũ nào trong P và C vậy? Hồi nhỏ ta nhận những cái loại stroke nào mà nay thì ta có khuynh hướng chọn cái cách là đừng gần ai, nếu gần thì chuyện gì xảy ra mà ta lo lắng như thế, và có phải chăng ta đang đứng ở vị thế I am not okay, thậm chí có khi là you are not okay. Và những cái vị thế sống như vậy nó mới gia cố cho một cái loại kịch bản sống là ta chẳng cần ai, mà ta chẳng cần ai thì cái bài của ta mới tốt. Thì nhắc lại cái bài, cái trò chơi nguyên mẫu thì Thuận nói hồi nãy, kiểu của tôi mới đúng. Thì mình nói cái loại liệu pháp này, cái trường phái này nó rất nhiều thành phần trong cái lý thuyết, mà nếu phân tích một cái tình huống thì đôi khi mình phải sâu chuỗi nhiều cái lý thuyết như vậy lại với nhau để đặt ra các câu hỏi và khám phá. Thuận chỉ nói thêm một ý thôi, là tại vì nhân tiện hồi nãy mình nói cái ý là xấu, cái cách cấu trúc thời gian sống nó đi từ cái độ rủi ro nó tăng dần và cái lợi ích trong tương giao nó cũng tăng dần, thì cũng không hẳn là mình phải nhào từ một cái good problem, tức là thu rút đang rất an toàn và ít rủi ro, mình phóng thẳng lên thân mật liền thì có thể nó hơi sốc. Xấu cái đó nó vô tình cho mình một cái trình tự để mình tăng dần, giống như thầy Tiến minh họa hồi nãy là nếu trước giờ mình thu rút hoàn toàn trong bất kỳ mọi mối quan hệ, bây giờ mình thử có một cái nghi thức bắt tay thì nó đã là một trong những cái tương giao đầu tiên mà cái rủi ro ít hơn nhiều. Tại vì trong một cái nghi thức xã giao mình không có cần phải thể hiện mình nhiều, nhưng mà nó đã bắt đầu ra khỏi cái sự thu hút rồi. Sau mình bắt đầu tăng lên là những cái activities. Ví dụ như mọi người tham gia trong cái buổi đường sách này, thực ra là mình đang ở trong một cái activities mà chỉ cần mình đừng có giơ tay đặt câu hỏi, thì mình lấy ví dụ như vậy đó, thì nó khá là an toàn đúng không ạ? Nó khá là an toàn nhưng nó đã không còn là sự thu hút nữa, và nó cũng không chỉ là sử dụng nghi thức nữa. Thực ra chị đang làm chuyện đó đây, chị đang activities đấy, thì nó đã bắt đầu tăng lên rồi chứ nó không còn là big problem nữa. Mình sẽ đi từ từ thì nó có thể nó sẽ cảm thấy vừa sức hơn. Thì đây chính là bước đầu tiên của chị đó. Thì bạn tôi hôm nay có không đến tham dự được, anh ta có thể nói anh đọc cả vạn cuốn sách, nhưng mà sau đó anh ta phát hiện là cái hiểu biết đấy
nó làm anh ta bất hạnh, chưa kịp thưởng thức cuộc sống gì cả, chưa biết cái gì hết thì mình đã biết hết và phán xét nó sẽ như thế này như thế kia, họ không còn hồn nhiên được nữa. Thì giống như là cái biết nó che đi cái thấy ấy. Anh ấy hỏi là vậy thì làm sao để thoát khỏi cái tôi ban đầu là tôi rất ổn. Tôi sẽ xin trả lời. Thường thường vào những cái giờ gần cuối tôi trả lời gần hụt hẫng. Không phải là tôi mất cái trạng thái cái tôi A để nói câu vừa rồi. Tôi chủ động nói những điều hụt hẫng. Tại vì tôi biết nó mới duy trì cho các bạn cái lực để học. Nếu các bạn thấy thỏa lòng ngay trong buổi này, tôi không tin các bạn sẽ đọc sách. Và nếu anh bạn mà anh Hậu vừa kể đó thì anh không có mặt ở đây, nên tôi không dám nói điều gì chi tiết cả. Nếu một người mà thấy rằng mỗi lần mình biết hơn làm cho mình cảm thấy mình ok hơn người khác, mà vì thế mình thấy khổ đó, thì chắc tôi tặng lại để chuyển lại cho anh bạn đó đó. Đừng nên đọc cuốn sách. Tại vì đọc cuốn sách này là biết thêm một điều gì đó, mà cái biết đó làm khổ thì thôi. Trong khi mặc dù cuốn sách này là tôi ổn, bạn ổn, tôi cũng thách thức bạn ấy đừng đọc. Nhưng mà với lời thách thức này bạn ấy sẽ đọc. Và cái thách thức thứ hai chứ là thách bạn đọc á, mà cũng không thể bỏ mấy cái biết được. Làm sao biết mà bỏ được, đúng không? Bạn hiểu như thế nào thì ok. Và mỗi khi bạn ok đó, bạn nhìn xung quanh nó có not ok hay ok hay không. Và các thành phần khác trong loại lý thuyết này đào sâu thêm một chút á, hỏi ta đi tìm những cái stroke nào, ta đang tạo dựng cuộc chơi nào không. Và cuộc chơi hồi nãy á, tới giờ là tôi ngon hơn của bạn, cho nên tôi nắm bạn rồi tôi thả bạn ra. Và cái điều đó nó thú vị á, vô tình lại cái duy trì những cái game như vậy, duy trì một vị thế sống thực sự là I'm not ok. Và tôi không thích lắm cái từ là giúp cho một ai đó thoát khỏi cái này, thoát khỏi cái kia. Cứ nghĩ đi, bạn con không có thoát khỏi đời sống này đâu. Và cuộc sống rủi thay và cũng may thay, nó không có ai hoàn toàn tốt lành, hiểu theo nghĩa hoàn hảo. Với cái trạng thái cái tôi A, tôi nói với các cái trạng thái tôi A của các bạn đó, là thực tế đời sống không có perfect như các bạn tưởng tượng đâu. Cái đó có thể là fantasy. Nhưng mà tôi không có thấy tôi not ok ngay cả khi cuộc đời nó như thế. Tôi vẫn sẽ tiếp tục nhận nguy cơ để mà thiết lập những cái trò chuyện theo kiểu như thế này. Ban đầu tôi không có biết anh Hậu, tôi biết anh Thuận thôi. Tôi không hoàn toàn biết trước các bạn là ai đến đây hôm nay, các bạn cần gì. Tôi chuốc rủi ro trong cái hoạt động activity này, bởi vì tôi có thể tôi nói cái điều gì đó các bạn phản bác, các bạn không tin. Tôi có thể làm giận nhà xuất bản First New, bởi vì tôi nói làm sao đó người ta không có mua sách. Tôi chuốc lên những rủi ro như thế và công khai hóa những cái điều như vậy. Chúng ta không tạo lập những cái game ở đây. Tôi không có thú vị vì những cái game như vậy. Đây là làm việc, nói kiểu thầy Thuận, đây là activity. Chúng ta không ràng buộc với nhau bởi vì tình cảm mật thiết. Chúng ta có tình cảm với ai khác, không phải với những người ở đây. Cái thứ hai, chúng ta không có xã giao. Chúng ta có những hoạt động lợi ích trong công việc, trong học tập và trong đời sống. Này không phải game. Và chúng ta đang thiết lập những cái tương giao lành mạnh nhất có thể giữa những cái thành phần trạng thái cái tôi A của nhau, nhưng không ngăn trở C và P. Đôi lúc nó dự phần và theo cách thức truy cập có tỉnh thức của A. Và tôi mong rằng các bạn cũng như thế. Hãy cố gắng học hỏi, đọc chủ yếu sách này và tự nghiệm bản thân. Nếu không hiểu hoặc là nếu thắc mắc, cứ việc mở cửa để thông nối với những cái tác giả, những chuyên viên để trao đổi với các bạn và trao đổi với nhau, trao đổi với người thân của mình. Đóng cửa ở một mình làm gì đó xong thì mở cửa ra mình ăn cơm chung với gia đình, rồi mình đi du lịch và mình đi chơi và mình vẫn thiết lập những cái quan hệ đồng nghiệp, đồng sự đang làm việc. Đó là những gì nó rất là đời thường, ngay cả khi mà mình học những lý thuyết cao sâu nó cũng đạt tới điều đó thôi. Em rất thích cái từ mà thầy nhắc đi nhắc lại, tương tác là mạnh, tương giao là mạnh. Mình cứ nghĩ đến cái điều như là mình không lây lan sợ hãi, không lây lan những điều tiêu cực ra, nhưng mình vẫn có thể thật thà với cảm xúc của mình. Thì cái chữ lành mạnh đấy phải là học cả đời. Cảm ơn thầy. Nếu như mà không còn câu hỏi nào nữa thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình. Mời bạn Phương đại diện First News. Một lần nữa xin cảm ơn thầy Tiến và thầy Thuận đã dành thời gian cho buổi nói chuyện rất là ý nghĩa ngày hôm nay. Xin cảm ơn và xin cảm ơn cả các bạn nữa, những cái tương tác và những sự lắng nghe của các bạn.
động lực để cho những người làm chuyên môn, những nhà xuất bản có thể ra những đồ sách hay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.